Lúc bấy giờ các thiên tử ở cõi dục và cõi sắc bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất khó tin, khó hiểu, rất khó chứng đắc. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát đối với tự tướng, cộng tướng của tất cả Pháp đều nên chứng biết mới có khả năng đạt được sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Nhưng Pháp tướng mà các Bồ Tát biết được thì hoàn toàn không sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được. Lúc bấy giờ Phật bảo các thiên tử, đúng vậy, đúng vậy, đúng như các ông đã nói, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rất khó tin, khó hiểu, rất khó chứng đắc. Này các thiên tử, nên biết, ta cũng hiện biết tất cả Pháp tướng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, nhưng hoàn toàn chẳng thủ đắc Pháp tướng thắng nghĩa có thể diễn đạt. Đây là năng chứng, đây là sở chứng, đây là chỗ chứng, đây là khi chứng, và có thể nói do pháp ấy mà chứng. Vì sao? Này các thiên tử, vì tất cả pháp rốt ráo đều thanh tịnh, nên hữu vi vô vi rốt ráo là không. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như Phật đã dạy, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, rất khó tin, khó hiểu, rất khó chứng đắc, như con suy nghĩ ý nghĩa mà Phật đã dạy về quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là rất dễ tin hiểu, rất dễ chứng đắc. Vì sao? Vì nếu có khả năng tin hiểu, không có pháp năng chứng, không có pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có lúc chứng, cũng không do pháp này mà có sở chứng, thì có khả năng tin hiểu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Nếu chứng biết, không có pháp năng chứng, không có pháp sở chứng, không có chỗ chứng, không có lúc chứng, cũng không do pháp ấy mà có pháp sở chứng, thì có khả năng chứng đắc sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì tất cả pháp đều rốt ráo không, trong cái rốt ráo không, hoàn toàn không có pháp có thể gọi là năng chứng, có thể gọi là sở chứng, có thể gọi là chỗ chứng, có thể gọi là lúc chứng, có thể gọi là do pháp ấy mà có sở chứng. Vì sao? Vì các pháp đều không, hoặc tăng hoặc giảm, hoàn toàn không có sở hữu, đều chẳng thể nắm bắt được.